đây xong với chua luôn hả? Cô dưa leo, dưa leo xíu mại thêm nè cô chú anh chị bạn, cho 2-3 cọng ngò thôi đó, không hành không hành à, ngò vậy chẳng được rồi đó, rồi đó. Trời ơi, xíu mại của mình nhìn hấp dẫn quá ha chú. Nguyên si luôn đó. Nguyên si luôn hả cô? Nguyên si luôn, xíu mại là nguyên si. Anh mới ở với anh. Còn xíu mại tập cho. Sửa soạn bán. Châm thêm nè cô chú anh chị các bạn. À, ôi, là buổi sáng là mình đầy một mâm vậy luôn hả chú? Đang già 2-3 mâm rồi con. Ủa vậy hả? Ồ. Mâm con tưởng ba. Mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Rất vui khi được gặp lại cô chú anh chị các bạn trong một video clip tiếp theo của em. Sáng hôm nay thì em đang có mặt trên con đường Thoại Ngọc Hầu thuộc phường Mỹ Long của thành phố Long Xuyên, An Giang đó. Video hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị các bạn một chiếc xe bánh mì. Bánh mì thịt xíu mại với bì thôi mà rất là ngon luôn nha. Đó, giờ này thì khoảng 8 giờ mấy sáng đó cô chú anh chị các bạn. Ở đây là địa chỉ là 164/4 Thoại Ngọc Hầu nè. Đây là quang cảnh ở phía ngoài nè cô chú anh chị các bạn. Đó. Bánh mì này thì gần đèn xanh đèn đỏ giao nhau với đường Thoại Ngọc Hầu và đường Lý Thế Tổ đó cô chú anh chị các bạn. Rồi, bây giờ em mời cô chú anh chị các bạn cùng đi vào phía bên trong để tham quan chiếc xe bánh mì của ông chú ở đây nha. Phía trước thì ông chú cũng có bán bánh chuối rồi bánh đa này kia nè cô chú anh chị các bạn, treo treo phía trước nè ha. Đó, trên đây có mấy cái lon đậu phộng ngào đường luôn nè. Đó, từ ngoài mình nhìn vào thì ở đây có một mâm thịt. Cô chú thì làm liền tay ở phía trong luôn nè. Khách đợi ở phía ngoài khá là đông luôn đó cô chú anh chị các bạn. Đó. Đây là xíu mại lưng bớt rồi nè ha. Đó. Giờ đi vào phía bên trong cô chú anh chị các bạn. Cô chú anh chị bạn xem video nhớ tặng cho em một like và một đăng ký kênh để khích lại tinh thần em cái nha. Dạ con chào chú. Chú chào con. Dạ. Ớt đầy đủ luôn. Ủa thịt ớt đầy đủ. Để đưa 2 ngàn cho ba con đi. Đây nè cô chú anh chị các bạn. Dạ. Đó, ông chú ông để bì vô nè ha. Rất là hấp dẫn luôn. Đó trang đi em có ngổ rồi đó. Đó gấp đó. Rồi ơi giờ này là gần hết xíu mại ha chú. À rồi xong lấy thêm ha. À cho nhà lấy thêm thì sáng giờ bán thì xèo quá rồi làm không kịp. Dạ. Đây. Xong với chua luôn hả? Cô lấy xíu mại thêm nè cô chú anh chị bạn. Cho 2-3 cọng ngò thôi. Đó. Không hành không hành. À. Rồi. Rồi vậy chẳng được rồi đó, rồi đó. Trời ơi, xíu mại của mình nhìn hấp dẫn quá ha chú. Ừ. Nguyên si luôn đó. Nguyên si luôn hả cô? Nguyên si luôn, xíu mại là nguyên si. Anh mới ở với anh. Còn xíu mại tập cho anh luôn. Rồi. Xe của chú với xe của chú bên kia là anh em phải không? Anh em. Đó, anh chú không? Rất lẹ tay nha cô chú anh chị bạn. Mình bán ở đây vậy là lâu chưa hả chú? Làm mấy năm rồi con. Dạ. Đó. Liền tay luôn cô chú anh chị bạn ơi. Đây và cô đem thêm một thao xíu mại nữa nè. Ôi ôi. Đây đổ em đây đổ vô luôn hả chú? Không, ra tràn rồi. Đầy rồi sao đổ? Không có đổ đưa lên trên. Dạ, để rẻ mà ngon hả cô? Rẻ mà ngon, 12 ngàn ổ. Chú sao dèo. Chú sao dèo hả? Chú sao dèo, anh dạ. Sao dèo. Vô cho tôi khỏe cái coi. Đó, ông chú ông gấp rất là lẹ tay luôn á. 30 mấy năm rồi. 30 mấy năm trong nghề hả chú? Chạy đâu phải luôn, số lại nhiều quá trời.
Trời ơi con lại nãy đứng bỏ hai xe mà bữa nay giờ nghỉ hình xe cái dồn khách lại đây đó con. Dạ. Thì sáng giờ bán thì xèo á, không kịp luôn. Bữa hai anh em lận. Dạ. Ồ, ở dưới đây là mình để lò than cho bánh mì nóng hả chú? Cho bánh mì cho nó nóng. Dạ. Đấy, lúc mà bánh xuống ra nó nóng nhưng mà một hơi nó cũng sẽ hơi nhẹ lại. Dạ. Rồi mình phải để than vậy thêm cho nó nóng lại. Bên của con là kêu cái gì? Kênh con là Long Xuyên TV. À, Long Xuyên TV ha. Dạ. Con thích coi đây rồi. Cháy. Hai cái mại hả? Dạ, hai cái mại. Hai ổ cái mại không ớt. Một ổ xíu mại vậy là chú bán nhiêu? Ổ xíu mại viên vậy là 12 ngàn. Dạ. Nếu mà hai viên thì 22. Còn nếu mà người ta ăn vừa bì thịt xíu mại luôn hợp là cẩm là 15. Dạ, hợp cẩm 15. Ừ. Nè, hai cái mại không ớt nè. Rồi. Rồi. Rồi, nghe. Của chị không ớt. Dạ, nãy con có chia sẻ cái địa chỉ rồi á. Có chia sẻ địa chỉ rồi. Hai ổ này 30. Nó cái nào cũng ngon hết cô. Cái nào cũng ngon hết cô. Cái nào cũng ngon hết cô. Ra ở ngoài đó sao hả? Một ổ. Ổ ớt đầy đủ hết Thành. Buổi sáng là mình tới của mình ớt đầy đủ ha. Ba người bán mới kịp ha. Ba người. Nếu mà người ta ăn bì với thịt không là nhiêu chút? Bì thịt là 12. Xí mại một ổ 12, thập cẩm đó thì 15. Dạ. Đó, vậy đó. À, làm sẵn để sẵn đó ha. Tại vì chưa nhiều khi chúng bán đó, cũng hồi hồ nhiều lắm, nhiều mấy ổ. Dạ. Người 7-8 ổ. Nhiều khi bữa nào đổ mâm là 20 mấy ổ đó, bởi vì bác không có kịp cái gấp gì, gấp sẵn gì đó. Bánh thì cũng vẫn hơi nó giòn đàng hoàng vậy đó không? Chú bán ở đây là nguyên ngày hay sao? Nguyên ngày, từ 5 giờ sáng tới 6 giờ chiều vô. 5 giờ sáng đến 6 giờ chiều luôn. Ở đây là phía trước mặt bằng nhà của mình luôn hả chú? Không, chú thuê. À. Nhà của bà chị á, nhà của giặt ủi á. Hàng chi con thấy để là tiệm giặt ủi Chí Hùng nè. Là của chị ha. Em điện kêu bánh em ơi. Hiện tại là mình còn giặt ủi không cô? Còn luôn ha. Đầu tiên là chú sẽ để mỡ hành và gấp bì. Mình làm trước vài ổ vậy đó, sợ khách lại đông ha. Làm không kịp. Chưa bắt đầu tới chừng mò 2 giờ đổ lên là rất nhiều lắm, 10 mấy 20 ổ để đó đó. Nhưng mà bánh vẫn hơi cho nó nóng đàng hoàng, rồi cái mình gấp để cái chủ nhà, các cách nhà người ta mua cho thợ ăn đó. Rồi bắt đầu chút chan vô, lấy dưa chua ớt để vô. Bì này mình cũng làm nhà luôn hả chú? Bì này ha, lấy về mình làm. Lấy về của người ta chặt bì ngoài thành phố nó gửi vô á. Hai. Rồi. Bước qua đây đi em. Hai ổ này bình thường. Có ai ăn bánh mì mà bì không không chú? Có luôn, nhiều người ta không chịu ăn thịt. Ta nói sảm á, thịt nó sảm rồi, ta không chịu nhai rồi, cái người ta ăn bì không. Thịt nạc xí mại. Nếu mà bì không thì chú bán nhiêu? 10 ngàn con. Bì thịt thì 12, bì không thì 10 ngàn. Nhưng mà mình cũng để bì nhiều cho người ta. Vậy là ổ cẩm ra cẩm luôn ha. Thank you.
Ủa rồi em quê ở đâu vậy? Đó, em á. Em ở Long Xuyên này nè. Ở Long Xuyên luôn nha. Dạ. Ờ, tới bậc 3. Rồi còn ngoài mấy người con hỏi nữa coi. Nghe nghe em. Mình bán ở đây chắc nhà mình cũng gần đây luôn hả chú? Trong hẻm. Ờ, trong hẻm hả? Chú sống ở đây hồi nào tới giờ, hồi nhỏ lên. Ba ổ không ớt hả? Ba ổ không ớt. Vậy hả? Bỏ ớt thì đưa cho anh này đi. Vậy lỡ ngổ à, lấy ổ ớt nó đưa cho anh đi. Nào lấy ổ này ớt đi, bỏ ra. Đây, có chiếc xe bánh mì gọn vậy thôi nhưng mà tới ba người bán mới kẹp nha cô chú anh chị bạn. Ba ổ không ớt. Cái vụ gì vậy? Gắn điện đồ hai vậy đắng mà. À. Vì thằng đó nó hỏi nha cô là sao nó nha, má vợ của thằng chuẩn bị mở tiệm cơm. Ờ à, vậy hả cô? Con rể cũng ngày mốt nó cũng khai trương bán cơm ngay chỗ cua này nè. Chừng nữa con có loại con quay con quay cho nó ngay chỗ cái cua mình đó. À, bữa thứ hai này nè. Dễ cái chú nó bán cơm. Nó khai trương nó bán cơm gà. Nè em, còn ổ nó trang luôn nha. Để có gì có con đợi con ấy. Mâm thịt. Rồi hai nạc bé nghe. Vô con bưng mâm thịt đi. Đây là ổ nạc không hả? À, cho bé. Bé đó là ăn nạc không đó, không bé ăn. Gì rồi nè đó. Để vào hộp. Ổ gì là nhiêu? Cũng 12, bé lớn gì cũng 12 hết. Mình bán cái thịt là nó đủ số thịt. À. Trừ ra nó không ăn dưa rồi thôi. Cái thịt mình đi y chang vậy luôn. Dạ. Có bé nó ăn 15 ngàn nữa, 20 ngàn luôn. Dạ. Đó. Nhìn từ ở phía trong này chiếc xe của chú cũng rất là đẹp luôn nè cô chú anh chị bạn ha. Ừ. Đó, phía bên đây là thao dưa chua. Còn bên đây là một tô mà nước sốt nè. Phía bên đây là mỡ hành ha. Ừ. Đậu phộng, ớt, ngò. Ổ xíu mại hả con? Dạ. Rồi nghe. Xíu mại nè. Ổ bánh mì. Giá ở đây thì chú bán cũng rất là bình dân thôi chú anh chị. À. Chỉ 12 ngàn thôi. Còn mà ai ăn đầy đủ hết trơn á là 15. Vừa bì mà vừa thịt mà vừa xíu mại luôn. 15 ngàn. Kêu chị á. Nào bây giờ là mình bán tại địa điểm này không hả chú? À. Thấy buổi sáng chạy ngang đây là bà con cô bác ghé mua quá trời đông luôn rồi. Ngày nào như ngày nấy hả chú? Ừ. Thường là rất cao điểm chắc 7 giờ sáng. Rồi buổi trưa chắc 1-2 giờ quá. Ừ. Làm việc rồi đó. Dạ. Ăn với học sinh rồi đó. Dạ. Rồi tôi bà nội. Bây giờ tôi không phở đó, phở chú ăn đọc rồi. Chứ chờ không á. Chứ còn nếu đâu. Giờ ta còn đông rồi, tại nhỏ nha. Đây nè cô chú anh chị các bạn. Chú cũng làm ổ bánh mì nhìn rất là hấp dẫn luôn nè. Ô, để luôn nguyên một cọng hành, dưa leo ngò, quá trời hấp dẫn luôn. Phía trên nè cô chú anh chị bạn ha, đó chắc bánh mì dài dài quá. Múc xíu mại thêm nè, ổ vô luôn hả chú? Coi chừng nó tràn ra ngoài nha. Thôi được rồi. Cho một ổ xí mại, xí mại. Ui, nhí có chưa? Rồi, nhí có rồi. À. Sợ lộn hả cô? Dạ. Chụp lên ổ thịt kìa đó. Chụp lên ổ thịt rồi đó. Bánh mì
có người này người kia ha, người thì thịt không, người thì xíu mại không, rồi người thì ăn ba thứ là thập cẩm, rồi người thì bì không nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Vậy? Có này có kia. Có này có kia. Mình mới bán được. Rồi, ổ cẩm chan nước nhiều không ớt. Nói chú có cái lò để cho bánh mì nóng đó cô chú anh chị bạn. Đó. Dạ, mời tám luôn. Nói chung là đây cái này là ổ cẩm nè. Ổ cẩm chan nước nhiều không ớt. Rồi. Bà con cô bán người rất thích là bánh mì giòn. Ổ bảo không ớt không rau. Ca này là nước mắm hả chú? Ừ, đây cũng thấy có một chai nước tương nữa nè. Cho miếng ớt đi anh, cho nhẹ thôi. Rồi rồi. Ở ngoài kia cái gì anh? Tới một ổ không không rau. Để dưa chua được không? Để dưa chua không? Dạ không, nó dưa leo rồi. À để dưa leo hả? Dạ. Rồi. Ủa con có ăn bì nữa không? Dạ được. Được ha, rồi. Ổ này đầy đủ ha. Rồi. Có con 24. Thì cũng thấy người ta sắc thịt cũng nhỏ nhỏ mà không biết sao ở đây mình sắc to vậy hả chú? Gắp cho nó mau với phần nữa hơn nữa, người ta chịu ăn nhiều, người ta chịu nhỏ, nhiều người ta chịu lớn. Dạ. Ý chú thì nhỏ nhỏ đó thì nó gắp nó lâu quá, mình gắp bự gì cái mình gắp cho nó mau nhanh lẹ. Dạ. Cho nó nhiều nên cái ổ bánh mì cái mình thấy nó nhiều. Dạ. Xe của chú với xe của chú kia là hai anh em đó cô chú anh chị bạn. Lúc trước em cũng có chia sẻ một video chiếc xe bánh mì của chú kia. Hôm nay thì em ghé đây em chia sẻ xe bánh mì của chú này. Chú là anh quá. Em. À chú là em ha. Ông anh thứ 5, tôi thứ 6. Dạ. Lúc trước là bán chung, bây giờ mình tách ra ha. Dạ. Rồi nghe. Cho con đậu phộng nhiều nhiều. Rồi, không ớt nhiều. À, đây là bánh mì bì thì chú chan nước mắm. À, nếu mà xíu mại không thì chú chan xúc xích nước tương quá. Xúc tương với nước đây này cô chú anh chị các bạn, ổ bánh mì thập cẩm, thịt, bì, xíu mại, dưa chua, ngò, đậu phộng. À, ổ gì thì có giá là 15.000 thôi. Bánh mì rất là nóng giòn nha. Mời cô chú anh chị các bạn nha. Rất là ngon luôn cô chú anh chị.
rất là giòn nha. Bánh mì 15.000, rất là bình dân mà rất là chất lượng luôn cô chú anh chị bà. Cô chú anh chị các bạn nào có dịp mà mình đi ngang đoạn đường này đó, có ăn bánh mì thì mình ghé mình dùng thử nha. Rồi video của em cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn cô chú anh chị các bạn trong những video tiếp theo nha.